gì khắc vuông ha, cỡ này. Đó, mình khắc cỡ gì gì các bạn, vuông cỡ vừa ăn thôi ha. Đó. Cái này ví dụ mình bỏ đây mình chiên đi. Rồi mình chiên nha. Cái này cho nó nguyên nè. Đó. Như vậy ha các bạn. Đó. Cái gì được rồi ha. Cho vô cái tô. Mình cho nó hai màu.